Tuần Hương, Tuần Hương xin mời bác con trai cầu cổ lên tháp thượng cổ ba nén hương. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Này kim cơ tu vì Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Phổ Nhân thành phố Ba Hàm phường tổ dân phố số năm Y Vô Giá. Hôm nay là ngày 24 tháng Chạp Tiền Quý Mão, giờ này đây các con các cháu đồng thành có tuần rượu nâng cơm ơi trò chén nước khấn nguyện trước hương án bàn thờ vòng linh hương hồn đi cha đã cụ nhớ đình thiệu đã đại hạn đổ số quỷ tiên ngày 23 tháng Chạp Tiền Quý Mão ước thượng thọ 93 tuổi. Trước hương án bàn thờ cháu con quá tuần rượu nâng cơm cơi trầu chén nước khấn nguyện ba hồn bảy vía cha ở gần đây ở xa, chợ ở cây cao bóng cái ở ngã ba đường, cha về trước hương án bàn thờ soi bữa cơm thường phục ngộ độ trì cho các con các cháu bình an đi đời đời. Đồng ta cũng không nhẹ bái cả nhà bái cụ hai bái chậm mà tiểu. Xin mời bác con trai người cổ lên rót cho cụ ba nâng chén rượu. Và hỡi vong linh trời, chúng con thiết nghi nhân sinh đã tạ thế họa mấy người sống được 8, 9, 10, 10 tuổi đời. Này đôi 3 năm cũng kể một đời, xong mệnh số biết làm sao tránh được. Trời nhớ hồi thóa trước trong tuổi xuân xanh, ơn mẹ cha đã đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ đường ăn nối ở việc cửa việc nhà, cha đã no bề nghi thất nghi ra, cha cho xu mọp chúc mày mấy đoá gương thường đạo cả đồng, những mong hiếu thảo đền ơn nếp cần kẹo hầm giữ hôm nay mới được gia đình cơ chí. Cha ơi cha đã ba no bảy nghi vất vả trăm bề lại no được nọ nỗi kia tuy khó nhọc nhưng chưa thỏa dạ. Trước hương án bàn thờ cháu con chúc thực khấn nguyện cha có linh thiêng cha về sớm đồng ra cũng không nhẹ bái. Xin mời cả nhà bái cụ hai bái. Tuần âm thực ẩm thực, xin mời bác con gái của cụ nên lấy cơm và lấy thức ăn cho cụ. Lúc này đấy thời gian thấm thoát trôi đi, trời cũng đã trở về chưa mất rồi. Trời đã trở về chưa, các con là trai là gái đã dễ nào đâu. Quân quỷ trước hương án bàn thờ, tay trong tay quân khấn nguyện ba hồn bảy vía cha nơi đâu.
về đấy xơi cơm cho ấm dạ ấm lòng. Trời các con thì biết rằng tuổi già thì như cây hết nhựa, mảnh hoa đã tàn, nhưng các con các cháu thương cha. Sáng ngày mai cha ra đi, cha ơi, sáng ngày mai cha ra đi, hành trang cha mang theo thì chỉ là một tấm thân gầy. Ở nay cho ra đi biết ai nơi ai là người cơm cháo áo quần săn sóc hàng ngày cho cha như những mọi khi. Cha ơi, trước bàn thờ của cha đây tất cả cháu con xin chắp tay con vai đẩy cha muôn ngàn lần nè. Giờ cha nơi đâu hãy về tới tận giờ này. Các con các cháu anh em nội ngoài ở xa gần bè đấy ai ai nước mắt đôi dòng thương xót cha nhiều lắm đó. Trời nhà cao cửa rộng như thế này sao cha chẳng ở chẳng bỏ đi đâu. Tuần điểm trà xin mời bác con dâu của cụ lên rót cho cụ chén nước. Cả các bác con cháu của cụ anh em đứng dậy. À, bệnh thân cúc cung để tất cả nhà vái cụ ba vái tự do. Kính thưa vong linh hồn của cụ Nhữ Đình Thiệu, kính thưa toàn thể tăng gia hiếu khuyến. Vừa rồi đoàn nhạc hiếu cùng các con các cháu của cụ đã chúc thực mời cụ về sới bữa cơm trưa, linh thiêng cụ về chúc giáng độ trì cho các con các cháu. Vâng, tuần chúc thực mời cơm cho cụ đã xong, xin mời con cháu của cụ lại về vị trí để đón tiếp những phần lễ về thăm viếng vong linh hồn cụ. Làm lễ viếng xong, gia đình xin trân trọng cảm ơn, xin mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình uống nước cho buồn cùng.